ยโย่ที่ฉันแต่ละอาเดินทางหัวทางตะเวนของการเลวของเชียงนั่นละcác cháu trẻ là những người tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa của người Gia Lai trong tương lai một nét đẹp rất là ý của bà con làng Lấy Ngó rằng muốn để cho không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên lưu truyền mãi mãi thì phải có lớp kế tục của các thế hệ của từng lớp thanh thiếu niên tiếp thu và phát huy tinh thần văn hóa đó. Thank you.
rồi. Điều diện đẹp nhất. Bạn quay đẹp nhất. Trẻ nam dài nhất. Và đôi siêu đá dài nhất. Và tiếp theo đó là trẻ nhi 13. Nên tính chất đặc biệt của bạn Hữu Thảo. Thank you.